biết đang bị thịt dơ chỗ đó không? Dạ. Hồi nó chú bị té nè. Dạ. Trời nó chật chỗ đó. Ừ. Trời nó chật mà sao? Lọ đời. Lọ đời. Cái gì được, được thứ nhì thôi. Ừ. Bị trật tá mình là đi mua thuốc rồi chống thiểu rồi sao lần lượt cũng có sợ đi tìm, đi tìm 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 sáng đó núi gì đó canh bay hết chưa cái sợ ha thôi tàu mấy cái tàu thái cái đôi dép mình đó thì chắc đang đi tìm dép mà vô nó ngồi chơi trời. Như mình trình cho biên hồng đó. Trong 4 ngày riêng luôn á. Mạnh lắm. Mà sáng cũng đã có hết. Và như mình